Hello cô chú anh chị, em là Hoa hậu Miner nha. Thì ngày hôm nay thì Hoa hậu Miner xin phép làm cái tập 66 để mà trả lời fan cũng như là anti fan đó. Thì bây giờ thì bắt đầu ha. Bây giờ mình sẽ đi vô cái câu hỏi đầu tiên là cái câu hỏi của cái bạn Trọng Nguyễn nè. Thì cái bạn Trọng Nguyễn này có câu hỏi như sau là sao chưa thấy Mi Sùng nhắc đến Chí Cảnh Hén? Thì Miner xin trả lời bạn như thế này ha. Cái hoa hậu mà Mi Sùng gì đó không có nhắc đến Chí Cảnh là có hai lý do. Một là có thể là do cái cô hoa hậu này cổ không có đủ cái khả năng để mà phản biện lại, cho nên là nói chúng quá, cho nên là cổ không có dám gọi tên. Còn cái vấn đề thứ hai thì có thể là do cô ấy tự nghĩ rằng là cô ấy là một cái người nổi tiếng, một cái hoa hậu nổi tiếng, một cái ngôi sao, đẳng cấp của cô ấy quá cao, cho nên là cổ nghĩ rằng Chí Cảnh không có đủ tầm, không có đủ tư cách gì đó, cho nên là cổ không trả lời. Thì Miner xin phép trả lời bạn như thế này ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ tới cái câu hỏi của cái chị mà Nguyễn An. Thì chị này có trả hỏi là thôi người ta đã bệnh rồi tìm đề tài khác đi, cái này cũng là câu view bất chấp, cho chị ấy tịnh dưỡng, chờ chị ấy khỏe lại rồi hãy nói. Thì Miner xin trả lời cái bạn mà Nguyễn An ha. Thật ra thì nếu như mà bản thân chị ấy mà đang bệnh á thì thôi người ta tịnh dưỡng đi, đúng không? Thì đâu có ai nói tới chị ấy. Tự dưng nó đang bệnh thì trẻ cũng gây nên sóng gió, đúng không? Đang bệnh tính là đang nằm trong trong chỗ bệnh luôn đó ha. Nhưng mà hả, có sức khỏe rất là dữ dội, lên ngồi mấy tiếng đồng hồ đó để mà đáp trả rồi đó, cho nên mới gây nên cái chuyện này. Cho nên là không biết là ai mới thật sự là người câu like câu view he bạn An Nguyễn nha. Đó. Rồi tiếp theo là xin trả lời cái chị mà cái gì mà Loan nè, Loan Lạc, Loạn Lạc gì nè. Thì cái chị này có hỏi là Chí Cảnh ơi, mỗi ngày em rảnh em lên clip chụp cái vong nữ này giùm chị ra khỏi cái xã hội bớt ghét nha. Trời ơi là trời, chị ơi, chị Loan Lạc ơi, Loạn Lạc ơi, em đâu có phải thầy bà gì đâu, sao em biết chụp vong? Cho nên chị có thể nhờ ai mà cao tay ấn hơn được không, chứ em thì không biết ha. Chị có thể đi qua bên mấy cái nước mà kiểu mà bùa ngải linh thiêng đó, chị qua chị ấy đi, chứ em thì không phải thầy bà, cho nên em không có biết chụp vong ha chị ha. Rồi tiếp theo Miner xin phép trả lời cái câu hỏi của cái chị Hà Giang ha. Thì cái chị Hà Giang này có hỏi là lúc đầu tưởng bả bình thường, giờ nhận ra bả nặng lắm rồi, mới theo dõi Chí Cảnh gần đây nhưng rất thích vì nói công tâm, cái nào ra cái đó, rất có chính kiến. Thì cảm ơn chị Hà Giang nha. Ban đầu em cũng tưởng giống như chị đó, cũng tưởng đâu bả bình thường đó, nhưng mà càng tìm hiểu thì cảm thấy rất là bất thường ha chị ha. Rồi tiếp theo là mình xin phép trả lời cái chị Diệu My nè. Củ Chi thì gần bệnh viện Xuyên Á cho lần, nhưng mà bệnh viện Xuyên Á đó là coi như là cái dịch vụ, là dịch vụ giống như là bệnh viện quốc tế á, cho nên là giá có thể hơi cao, cho nên là có thể là cái chị mà hoa hậu này đó, hoa hậu ao làng này, thì chắc là chị không có nằm được, cho nên là không có vô Xuyên Á, mà chắc là chị vô bệnh viện ở Biên Hòa đó ha, hay chị Diễm My ha. Chứ bây giờ Xuyên Á thì gần thiệt, nhưng mà Xuyên Á dịch vụ cao lắm, Xuyên Á là coi như bệnh viện quốc tế đó, cho nên giá nó hơi cao đó chị ha. Rồi tiếp theo là Miner xin trả lời cái bạn Tùy Duyên ha. Thì cái bạn Tùy Duyên này có comment như thế này: mai mốt bả lên bên con dê giờ tự nhiên bị ma nhập hay bả bị gì á, khờ gì đâu. Mai mốt có lên bên dê không ta? Cái này thì không biết ha, không biết là bả có ý định là qua mà quay xe qua bên vực dê không thì mình không biết đó. Còn cái chuyện mà bả có bị nhập hay không thì thật sự mà nói cũng không biết luôn ha. Cái này chắc để những cái ai mà cao tay ấn á coi thử coi là bả có bị ai dụa đồ không á, chứ Miner thì Miner không có biết ha, tùy duyên ha. Rồi để tiếp theo này. Rồi tiếp theo là cái chị Hứa Thị Thu nè, men là bả là gián điệp cho Gem. Thì chỗ cái này sao giống mà điệp viên 007 có gì, bả có khi nào bả làm điệp viên không? Thật sự mà nói thì gián điệp hay không thì em không biết ha, không biết, cho nên làm cái này chắc cũng cần phải theo dõi thêm hay chị ha. Rồi tiếp theo là cái anh An Khương hay cái chị An Khương này có comment nè: Hồng Ni không nhận bà hoa hậu là bạn nên bả cay cú quá trời luôn. Đúng rồi, chắc vậy đó, đúng không? Đúng không anh An Khương hay chị An Khương vậy nè, đúng không? Chứ người ta không xem là bạn rồi xong rồi cay cú rồi lên rồi phốt quá trời luôn nè.
Đó. Rồi tiếp theo là cái chị mà Cao Thị Ánh Tiết nè, có comment là Chí Cảnh khuyên bả đọc chú vãng sanh đi cho mau. Có nghĩa là mau siêu thoát hay sao ta? Cái chú vãng sanh là siêu thoát đó hả? Nhưng mà bả chưa ấy mà, bả chưa gì mà sao mà đọc chú vãng sanh sớm vậy? Cái chị Cao Ánh Tiết này cũng quá trời nè nha. Rồi, tiếp theo là cái chị mà Hoa Mai có comment là chị xóa hết các kênh của hoa hậu này, ăn nói xà ấy, cho bả một đĩa bay đi. Cái chị này cũng dữ dội quá em. Rồi tiếp theo là có cái chị Lan Phương nè, cái chị Lan Phương này comment một cái câu rất là hay nè. Tôi không biết bác sĩ nào mà cho cô ả ngồi ra rã như vậy, cái giọng the thé thấy ghê, tưởng mình làm anh hùng càng nói càng dở. Ồ đúng rồi ha, không biết là cái chị mà hoa hậu này chị nằm ở bệnh viện nào á, mà sao mà bác sĩ để cho chị hả ngồi mấy tiếng đồng hồ vậy trời, trong khi đó là tai thì đang truyền nước, mà sao mà bác sĩ với lại y tá rồi không khuyên lên đâu, kêu là đang bệnh như vậy đang truyền nước thì nên nghỉ ngơi, đang nằm ở một cái tư thế đúng đúng không, đang truyền nước mà ngồi hả nói mấy tiếng đồng hồ như vậy, trời ơi không biết bác sĩ nào luôn đó ha, không biết là cái dịch vụ của bà là cái dịch vụ gì luôn á. Rồi tiếp theo với chị Hồng Nguyễn có comment là mới đầu nghe bà nói hay, giờ nghe y như bị ngáo. Nên nói cái từ ngáo sao nghe giống giống như bà tiên vậy, giống như bà tiên ngáo vậy, hay là bả là bà tiên ngáo hai. Trời ơi mà em thấy cũng 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 hơi hơi có dấu hiệu rồi đó ha. Đó, rồi tiếp theo là để rồi đọc cái vụ này nè là rồi tiếp theo là cái chị Nguyễn Hằng có comment đó là bả là con tắc kè bông trang điểm mặt thấy gớm. Ờ, cái nghe thấy cái chị này comment cái xong mà em cũng liên tưởng tới luôn á. Đúng là cái chị mà hoa hậu này á, coi như là chị cũng thích màu mè đó mọi người ha. Thấy cái phong cách thời trang của chị á, giống như là thập niên 70 á, màu mè hơi nhiều nha. Đó, cho nên là thấy cái chị này comment cũng ok la nè, chị Nguyễn Hằng nè. Rồi có cái anh mà Nguyễn Thành Đạt nè, có comment là thấy mặt thấy ghét quá Chí Cảnh. Có nghĩa là cái anh Thành Đạt này thì ghét Chí Cảnh đó. Nhưng mà anh ơi, ví dụ như anh ghét Chí Cảnh thì anh vô anh coi làm chi vậy anh? Sao anh không đi qua cái bà hoa hậu kìa, bà hoa hậu mặt bà dễ thương lắm, qua bển coi đi anh Thành Đạt. Cái gì vậy trời, thấy ghét người ta thì đi qua bên bển coi, còn biết rồi còn để lại comment đồng chi vậy anh Thành Đạt. Quá trời quá đất anh luôn ha. Nếu như mà anh thấy hoa hậu dễ thương thì đi qua bển coi đi. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đọc cái comment của cái anh hay cái chị mà có cái nick là đổi mới này ha. Thì cái anh này có comment là thần Chí Cảnh này ba xạo lắm, gió chiều nào theo chiều đó, nịnh toàn mấy người giàu, bà Phương Lê ăn nói sổ sàng vô duyên, mà nó cũng bên. Thấy bản mặt Chí Cảnh là biết xạo, ba phải nịnh nọt thấy ớn. Cái người này tên là đổi mới nè, anh nên đổi mới đi nha, đổi mới tư duy nha anh nha. Em nói cho anh nghe nè, anh thấy cái mặt của em mà xạo đó thì anh vô anh coi làm chi vậy? Trời, anh đã thấy em xạo rồi thì đâu có cần phải vô coi hoài đúng không, coi hoài thì mới mới, mới có cái comment này, có vẻ như là anh là ngày nào cũng vô coi nè đúng không, cho nên là thấy có vẻ như là ngày nào cũng theo dõi đúng không. Nếu như mà biết người ta xạo như vậy thì mình cũng hạn chế đi, ít ít coi đi ha, coi nhiều quá coi chừng mai mốt mình trở thành fan cứng đó. Rồi Miner xin phép trả lời anh đổi mới như thế này ha. Nếu như mà anh kêu em á là nịnh chị Phương Lê á thì em xin trả lời với anh như thế này luôn nha. Có nghĩa là từ cái lúc mà quen biết chị Phương Lê cho đến thời điểm hiện tại đó thì Miner chưa nhận được bất kỳ một cái sự hỗ trợ nào của chị Phương Lê cả, chưa bao giờ nhận bất kỳ một đồng nào của chị Phương Lê cả anh ơi, cho nên là không biết anh kêu em nịnh là em nịnh cái gì nữa ha. Chị Phương Lê chưa bao giờ cho em bất kỳ một cái gì cả, đó là sự thật đó. Cho nên là không có cái chuyện mình nịnh nọt gì ở đây cả đâu anh ơi ha. Còn cái chuyện mà tại sao mà trước đó thì em cũng có lên tiếng mà kiểu cũng muốn cho chị Phương Lê với lại chị Hồng Loan, chị Ni rồi đó mọi thứ nên 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 vui vẻ trở lại đó, thì bởi vì em thấy là trước đó thì dù sao chị Phương Lê cũng là một cái người mà
rất là thương Hồng Loan rồi đến ủng hộ chị em vui vẻ. Đồng thời thì chị Phương Lê cũng là một trong những người có cái tiếng nói rất là mạnh mẽ để mà dạy dỗ những cái con ve nào đó, ví dụ như bà Tiên Ngáo nè, rồi Phương Anh Bánh Tét rồi đó, thì chị cảm thấy rất là thích. Và nếu như mà chị Phương Lê rời đi thì coi như là cũng mất đi một cái tiếng nói mạnh mẽ như vậy, cho nên đó là lý do vì sao mà Miner muốn làm mọi thứ vui vẻ trở lại. Tại vì á, thật ra thì ở trong cái câu chuyện này thì như chị đi cũng có chia sẻ, thì giống như kiểu mọi thứ chỉ là hiểu lầm nhau thôi, và chị Phương Lê giống như kiểu hơi nóng giận một chút thôi, chứ không phải là một người xấu hay là một cái người mà có một cái sự tính toán quá dữ dội, đúng không? Cho nên đó là lý do vì sao mà em lên tiếng, em mong mọi thứ nó trở lại bình thường. Nhưng mà trong buổi tối ngày hôm qua thì chị Ni với lại chị Hồng Loan có livestream á, thì nói rằng là bây giờ thì mọi thứ đã vui vẻ trở lại rồi, mọi người đã hiểu nhau rồi. Tuy nhiên thì chị Phương Lê sẽ không có quay lại tem, chị Phương Lê sẽ dành thời gian cho gia đình cũng như là công việc của chị ấy ha. Cho nên là để trả lời anh thì em không có lý do gì để mà em nịnh gì hết trơn á, tại vì khi mình nịnh một người nào đó thì mình phải được cái gì mình mới nịnh, đúng không? Còn trong khi đó là chị Phương Lê chưa bao giờ cho em bất kỳ một cái gì hết, chưa bao giờ hỗ trợ em về mặt tài chính hay là cái gì cả, chưa bao giờ luôn á ha. Cho nên là em thì thật sự mà nói thì trước đó thì cũng xem chị Phương Lê là chị và cũng ủng hộ chị ấy rất là nhiều, thì khi mà chị gặp cái sự cố như vậy thì mình là một cái người em cũng từng là ủng hộ thương chị ấy, thì em không có lý do gì để mà lên để mà nói chị cả. Còn cái chuyện mà nếu như mà cô chú anh chị cảm thấy chị Phương Lê thế này thế kia thì mấy anh chị có thể lên nói, mấy anh chị cứ nói cái tiếng nói của mấy anh chị. Còn bản thân em thì đặt vô cái tình thế như vậy thì em không có nói, nhưng mà em sẽ nói những người khác có nhiều cái câu chuyện để nói, thì mỗi người một việc. Nếu như mà mọi người thấy là chị Phương Lê cần nói rồi đó thì mấy anh chị cứ nói đi, em mời mấy anh chị, em nhường mấy anh chị ha. Chứ thật ra thì bản thân em thì luôn giữ ở một cái trạng thái là cho mọi thứ nó vui vẻ trở lại đó, bởi vì chỉ cảnh nghĩ rằng là cái duyên đến được với nhau là một cái duyên rất là mạnh rồi. Rồi thêm nữa là giống như một ngày là bạn thì suốt đời sẽ là bạn đó, cho dù không có được đi cùng với nhau chăng nữa thì mình cũng vẫn giữ một cái mối quan hệ bạn bè vui vẻ, thì chị Cảnh muốn như vậy thôi. Chứ bây giờ mọi người bắt là chị Cảnh lên nói chị Phương Lê đồng nhiên này nọ đó thì làm sao mà chị Cảnh có thể nhìn mặt chị Phương Lê, đúng không? Cho nên là mọi người cũng phải thông cảm nha, nếu như mà mọi người cảm thấy muốn nói thì mọi người cứ việc nói đi đó. Rồi tiếp theo thì bây giờ chị Cảnh xin đọc một cái comment của cái chị mà Trần Trần nè. Thì cái chị Trần Trần này có comment là bà này nằm viện mà cũng không im mõ nữa bởi vậy nghiệp quá. Thì thật sự mà nói thì đúng là chị ấy nằm viện mà cái tâm chị không có tịnh đó, cho nên là bây giờ là chị kêu chị bị áp lực, chị bị stress, chị bị cộng đồng mạng đồ này nọ, nhưng mà cái đó là do chị gây nên, đúng không mọi người? Ví dụ như sức khỏe của mình không có được tốt thì thôi mình lên để làm gì, ngoài cái chuyện mà câu like câu view hay là sợ hả tiền YouTube ít lại hay sao mà phải lên nói, đúng không mọi người? Và thêm nữa là cái chị mà hoa hậu này á, chị có nói á là nếu như chị là một cái người mà câu like câu view á thì chị sẽ không bao giờ lên nói Hồng Loan hay là nói thế này thế kia, mà chị sẽ nịnh nọt như vậy là tại vì mọi người biết làm sao không, do chị ấy quá tự tin cho nên bị hớ bị hố á. Tại vì chị nghĩ rằng là chị lên chị nói như vậy á thì fan của chị ha, là cộng đồng mạng nó sẽ đứng về phía chị và cảm thấy chị là nói đúng, đúng không? Nhưng mà nó bị tác dụng phụ, tác dụng ngược lại đó mọi người, có nghĩa là bị hố, bị tự tin quá mức, đúng không? Chứ không phải là ngay từ đầu là chị chỉ biết được cái kết quả này, chị cứ nghĩ rằng khi mà chị lên nói như vậy đó, bởi vì hồi trước giờ là chị luôn luôn được ủng hộ, đúng không? Thì chị cứ nghĩ rằng là mình lên mình nói như vậy đó là ngay lập tức mình sẽ được ủng hộ ngay lập tức, nhưng mà nó lại không có giống như trước, cho nên là bị hố, chứ không phải là mình ấy nha, chứ không phải là mình hay ho gì đâu đó, không phải là mình thẳng thắn, mình cái tính mình thẳng đâu đâu, nhưng mà thật ra là bị hố đó. Cho nên là làm cái gì cũng phải suy nghĩ đó nha, làm cái gì cũng phải suy nghĩ đó, nói cái gì cũng phải uống lưỡi 8 lần nha chị, anh chị hoa hậu nha. Rồi tiếp theo là nên xin đọc cái comment của một cái người tên là dạo comment hả, dạo comment có comment như thế này nha, là Chí Cảnh càng lúc càng trưởng thành, chị thích.
Rồi em xin cảm ơn chị nha. Thì em luôn cố gắng hoàn thiện mình mỗi ngày đó, để cho mỗi ngày mình nói chuyện hay hơn, rồi duyên dáng hơn, hài hước hơn, và có chiều sâu hơn đó. Thì Chí Cảnh đang cố gắng hoàn thiện mình mỗi ngày ha. Chí Cảnh rất là cảm ơn chị dạo comment nha. Rồi Miner đã trả lời xong một số comment đó, một số ý kiến trái chiều gửi về cho Miner đó. Thì nói chung là có khen có chê, nhưng mà những cái gì mà mọi người khen thì Miner xin ghi nhận và sẽ cố gắng phát huy. Còn những cái mà mọi người chê á, thì Miner xin phép rút kinh nghiệm, rồi cũng sẽ ghi nhận để mà thay đổi, để mà hoàn thiện hơn trong thời gian tới ha. Miner là một cái người mà hoa hậu ao làng, và Miner là một người chân ngắn và não cũng y chang vậy luôn, không có gì khác ha, cũng y vậy, cùng số phận đó ha. Cho nên là Miner rất là mong nhận được những cái sự góp ý của cô chú anh chị để cho Miner ngày càng trưởng thành hơn ha. Nếu như mà cô chú anh chị cảm thấy yêu thương và thích Miner đó thì hãy đăng ký kênh rồi cho Miner một lượt like, một lượt share nha mọi người nha. Miner xin chân thành cảm ơn cô chú rất là nhiều.